con muốn đi học lại đại học. Cái gì? Cái gì? Hả? Học đại học sao? Đại học gì hả? Con sẽ học lại cao đẳng rồi liên thông lên đại học. Thưa mẹ, thưa ba, con vẫn luôn mơ ước được học tâm lý trẻ em, nên là con rất muốn được học thử. Con sẽ được tốt nghiệp, lấy chứng chỉ và làm hồ sơ xin việc mà. Làm những gì mà con thích và làm ở lĩnh vực cần con. Đó là cách duy nhất con có thể làm để yêu bản thân của mình. Nè, em có biết thi chuyển tiếp khó ra sao hay không? Đừng có ngớ ngẩn nữa. Em bao nhiêu tuổi rồi, đầu óc của em không còn tốt nữa. Ngày xưa lúc đi học em cũng có thông minh hơn ai đâu. Ý là điểm của em còn thấp hơn điểm trung bình một chút đó. Đây à, anh cảm thấy là em suy nghĩ chưa kỹ rồi đó. Đây không phải là cách đúng đắn để đối phó với cô sóc quỷ hôn đâu. Em lại đang ném một quả bom khác cho tất cả mọi người đó. Kéo mọi người chết chung hay sao? Mọi người không phải là khiên chống đạn đâu. Đúng đó. Em biết mà, em biết là quá đáng và em không được thông minh. Vậy nên em mới cố gắng hết sức của mình luôn đó. Xin mọi người tin con lần này đi hả? Con sẽ không bắt ba mẹ đóng học phí cho con đâu mà. Con sẽ đi làm thêm và tự đóng tiền. Con chỉ nghĩ đây là lần cuối cùng con cố gắng nắm bắt cơ hội thôi. Chỉ một lần này thôi mà. Dahi à, thật ra thì ba rất hiểu cảm giác của con đó. Nhưng anh chị của con cũng đã nói là thi liên thông khó như vậy con cũng biết rồi mà. Tiền không phải là vấn đề đâu, mà việc học ba. Dahi à, con thử đi. Nếu những người khác làm được thì con cũng có thể. Trong nhà chúng ta có Dahi thông minh giỏi giang như vậy, điểm số của con bé cũng tốt hơn của Jun Sun nhiều. Nên con cứ thử đi. Lẽ ra mẹ nên bắt con thi từ lâu, coi như bây giờ mới bắt con làm. Mẹ ơi, cũng coi như con nói, cứ xem đây là cơ hội cuối cùng và cố gắng hết mình. Vậy cho nên sau này con đi đâu cũng không bị người khác xem thường. Con hoàn toàn có thể làm được mà. Ôi trời, ốc bun à, hôm nay sao chị ngầu quá vậy? Ôi, con cảm ơn mẹ. Con chắc chắn sẽ học thật là tốt. Con sẽ chứng minh cho mọi người là con làm được. Nè em à, ngày hôm nay em sao vậy chứ? Là sao? Anh thấy không giống em bình thường chút nào hết. Em sẽ nói là con đừng nói dớ dẫn nữa. Quỷ hôn rồi mà con muốn học đại học hay sao chứ? Em trước đây sẽ từ chối con gái ngay lập tức mà. Anh biết em không đối xử tệ với con cái mà. Trên TV nói là thay đổi quốc tịch còn dễ hơn thay đổi trình độ học vấn đó thôi. Thế giới này chính là vậy đó. Chắc Đà Hi thấy bức bối lắm cho nên mới làm vậy. Chỉ như vậy thôi, không còn lý do nào khác hay sao? Lý do khác là gì? Em không được cổ vũ cho con sao? Ồ, không có thì thôi vậy. Em thấy có lỗi với con bé. Đứa nào cũng vậy, đều làm ba mẹ phiền lòng ở mức độ nào đó. Ông cha nói theo quy luật về lượng gì đó. Trong tất cả mấy đứa con, Đà Hi là đứa ít gây chuyện nhất. Em phải dọn dẹp những rắc rối của các anh chị nó. Em phải cố gắng giúp Na Hi học. Còn chúng ta chưa từng làm gì cho nó hết. Có thể vì thiếu kỳ vọng nên nó chưa từng đặt mục tiêu cao cho chính bản thân nó. Em không muốn thấy nó thất vọng lần nào nữa. Em muốn tin tưởng và để Đà Hi làm những gì nó muốn. Em sẽ cổ vũ con bé thay cho phần những năm trước. Được thôi, cứ làm như vậy đi ha. Ôi trời, làm ba mẹ khiến chúng ta học được những điều mới mẻ, có đúng không hả? Ơi trời đất ơi, em không có muốn học thêm nữa đâu. Cái anh này thi tịch. Trời ơi, sao em không tắt đèn vậy chứ? Thôi giùm đi. Hợp đồng sống chung. Ấy được rồi, tốt lắm. Đây chính là không gian của anh, nên anh có thể di chuyển đồ đạc, có phải vậy không? Đúng là như vậy. Anh chỉ cần nhớ các điều trong hợp đồng để không xen vào chuyện của người khác. Chờ, anh còn lo cho em hơn đó. Bây giờ chúng ta hả phải tự mình dọn dẹp giặt giũ tất cả mọi thứ mà. Chúng ta đều biết là em rất dở khoản nội trợ này, không phải sao? Anh đừng có lo cho em mà tự lo cho bản thân của mình đi. Đúng rồi, sao lại phải lo lắng làm gì chứ hả?
em có thể quay trở về chỗ cũ của mình được hay không? Vì bây giờ anh cảm thấy rất là mệt mỏi, chỉ muốn thay đồ và đi ngủ thôi. Được, tất nhiên rồi. Không thể tin được luôn đó. Thiệt là ơi, sao mình chỉ ôi nè nè, trời nè nè, sao vào mà không gõ cửa vậy hả? Đây là quyền riêng tư đó. Xin lỗi, em quên điện thoại thôi mà. Vậy em phải làm sao chứ? Em cũng có nhu cầu sử dụng phòng tắm và nhà bếp nữa mà. Ít ra cũng phải gõ cửa chứ. Anh đã nhường phòng ngủ cho em rồi còn gì nữa. Được rồi, em sẽ gõ cửa. Anh thực sự nghĩ em muốn nhìn anh sao? Ý của em là sao chứ? Em đang nói gì vậy hả, Nahi? Mặn quá. Tuyệt vời. Ngon quá, ngon quá. Ôi, ngon quá đi. Vừa ăn thật đó. Ôi, em dậy rồi đó hả? Thôi, anh hay bỏ bữa sáng nên bị đau bao tử, giờ phải ăn thôi. Nói gì vậy chứ? Wow. Trứng này ngon quá. Mềm thiệt á, ngon thiệt. Kim chi nhìn cũng ngon nữa. Để ăn thử coi sao. Hao cơm thì cái hao cơm quá. Cái đó ăn có ngon không vậy? Anh cũng biết em thích ăn sáng đơn giản mà, để em có thể tập trung hơn vào buổi sáng nữa. Đúng là phong cách Mỹ mà. Chắc là bao tử của em đau lắm ha. Nơi ơi, đó là sữa của anh mua mà. Điều 3 trong hợp đồng sống chung là em tuyệt đối không được động vào đồ đạc của người khác. Em không biết vậy hay sao hả? Nếu bị bắt gặp á, em phải trả tiền lại gấp 3 lần đó, nghe chưa? Đọc lại hợp đồng sống chung đi, biết liền. Ôi trời ơi, trời ơi, lẽ ra mình phải phơi nó lên vào ngày hôm qua rồi. Đợi một chút, hôm nay là thứ năm hả? Điều 5 trong hợp đồng sống chung, Jun sẽ được giặt đồ vào thứ 2, 4, 6, còn xong vào ngày thứ 3, 5, 7 vào chủ nhật sẽ được điều chỉnh nếu cần. Anh có nhớ điều này hay không vậy hả? Ừ, nhưng mà anh cần đồ mặc đi làm mà, đồ của anh thì ướt rồi cho nên đó anh là chuyện mới... của anh. Ơi, vậy thì anh sẽ tự phơi vậy? Khoan đã, em mua sạo phơi đồ, anh đừng có mơ tưởng nha. Chào buổi sáng. Chào. Sao mà sớm vậy? Nè, anh mặc đồ gì vậy? Chỉ là tôi chỉ muốn mặc như vậy mà thôi. Bác sĩ cũng đâu có quần áo đặc trưng gì đâu, phải không? Chính phủ cũng đã đề xuất mặc quần ngắn đi làm rồi còn gì, nên tôi cứ mặc những gì mà mình thích thôi, đúng không? Đúng rồi, thích mặc thì mặc thôi, nhìn cũng thời trang lắm đó. Hôm nay chúng ta thảo luận về nghiên cứu mùa thu. Tài liệu đâu rồi? Tài liệu trước mặt anh kìa. Mọi người làm tốt lắm. Đúng thiệt là. Ủa anh à, sao mà em tới lâu vậy hả? Trời ơi, cái tên điên này, độc ác. Cô ấy đúng thật sự quá là tàn nhẫn. Cái gì? Anh đang lẩm bẩm cái gì giống như mất trí vậy hả? Sao em không thể đến đây sớm hơn một chút giùm anh vậy hả? Sao trễ quá vậy? Anh đã nói là anh bận họp mà. Nè, vậy là sớm rồi đó. Anh cứ kêu em dậy đòi áo sơ mi ha. Nhà anh không có sao? Anh đã nói với em là không có cái nào khô hết rồi, còn những cái khác thì đang nằm ở tiệm. Nhà của anh có máy sấy mà. Nhưng mà hôm nay anh không thể dùng máy được. Ý anh là sao đi? Máy sấy bị hư hả? Đừng có hỏi nữa. Sao mà em lúc nào cũng muốn biết việc riêng tư của anh hết vậy hả? Lạ lùng thật đó. Nè,
Sao tự nhiên lại nổi nóng với em? Bộ anh với chị dâu cãi anh nhau hay sao? Có hỏi rồi mà cái thằng này thiệt tình à? Vậy là ngày hôm nay con đã tìm được trường nào để học chưa hả? Khi con ra ngoài, con sẽ đăng ký và tìm việc luôn. Vậy ngầu quá, cố lên. Nhờ chị Huynh cổ vũ mà dì thấy tràn đầy năng lượng rồi nè. Cảm ơn con nha. Đây đây, ăn nhiều vào, ăn nhiều mới có sức khỏe. Cho họ chuẩn bị đi học đến khác thật đó. Sướng nha, người cuối cùng. Phải rồi, hay là chị cũng đi học lại nha. Có giới hạn độ tuổi hay không vậy? Chuyện đó, chị ơi, anh ơi, từ giờ anh chị đừng có gọi em là người cuối cùng nữa. Hả? Hả? Đừng gọi em là người cuối cùng nữa. Người cuối cùng chết từ hôm qua rồi, em sẽ được tái sinh. Vậy cho nên đừng gọi em như vậy nữa. Nếu như anh chị gọi bằng cái từ khác thì càng tốt hơn. Sao lại cười vậy? Bởi vì anh thấy em nghiêm túc quá đó. Anh, đừng gọi em là người cuối cùng. Đây à, em sẽ được tái sinh. Nhưng mà chị kêu như vậy quen rồi. Bộ không được gọi vậy thật hả? Thôi im đi, cứ làm theo lời nó, mẹ cũng không thích nghe. Mấy đứa sẽ bị cấm cơm nếu còn gọi em gái như vậy. Mẹ phản ứng hơi quá rồi đó. Sao lại không được gọi chứ, người cuối cùng là người cuối cùng thôi. Nghe lời mẹ đi mấy đứa này. Nếu ba gọi lông bông một, lông bông hai, mấy đứa có chịu không hả? Dạ không. Con sẽ không gọi nữa.